Chuyển đổi số với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin là xu thế không thể thay đổi khi đặt mục tiêu tìm kiếm những nguồn doanh thu thay thế cho các dịch vụ truyền thống. Theo dự đoán của các chuyên gia, đến năm 2025, hai lĩnh vực có tăng trưởng mạnh nhất sẽ là IoT, M2M và Content Video. Theo các chuyên gia viễn thông, chuyển đổi số là việc sử dụng công nghệ số để giải quyết các vấn đề, cung cấp các dịch vụ và giải quyết các hạn chế nhằm đạt được sự phát triển bền vững trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Chuyển đổi số đã có những tác động tới các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, bắt đầu với sự xuất hiện của những dịch vụ OTT hay Over the Top. Bên cạnh đó, thói quen, hành vi và nhu cầu của người sử dụng cũng thay đổi, họ tìm kiếm những dịch vụ và trải nghiệm tốt, tối ưu hơn. Trước những biến chuyển này, trong những năm qua, ngành viễn thông đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh doanh thu từ những dịch vụ truyền thống cốt lõi như gọi thoại và nhắn tin, cùng với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà cung cấp dịch vụ OTT. Để cạnh tranh và bù đắp cho sự sụt giảm về doanh thu từ các dịch vụ truyền thống, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông buộc phải thực hiện các bước chuyển đổi số hiệu quả, lấy khách hàng làm trọng tâm để cung cấp những dịch vụ mới phù hợp đáp ứng nhu cầu khách hàng. Năm 2016, khi khái niệm chuyển đổi số lần đầu tiên được các nhà lãnh đạo, các chuyên gia đầu ngành thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos. Khi đó, tập đoàn FPT đã nhanh chóng tiếp cận và đón đầu các xu hướng công nghệ mới, góp phần giúp Việt Nam bắt kịp các cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. FPT đã và đang đầu tư mạnh mẽ phát triển hệ sinh thái các sản phẩm, giải pháp, nền tảng dựa trên các công nghệ dẫn đầu xu hướng như AI, Cloud, Big Data, Blockchain, giúp các ngành, các lĩnh vực, các doanh nghiệp, tổ chức ở mọi quy mô đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, gia tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, mang đến những giá trị cao nhất cho người dùng cuối. Với mô hình hướng đến chiến lược vận hành xuất sắc, công ty đã mạnh dạn triển khai nền tảng phân công tối ưu dựa trên nền tảng AI cho nhân viên kỹ thuật, thực hiện công việc tối ưu dựa vào năng lực, thời gian, vị trí địa lý của từng nhân viên. Giải pháp này giúp công ty tiết kiệm chi phí vận hành và nhân sự, tăng năng suất lao động. Trong 5 năm vừa qua, đối với cả FPT Telecom thì chúng tôi dùng chuyển đổi số để hỗ trợ cho cả hai mảng này, nhưng tập trung nhiều hơn vào câu chuyện là trải nghiệm của khối khách hàng là hộ gia đình. Thế thì ở trong cái câu chuyện này thì chúng tôi trong cái việc mà sử dụng chuyển đổi số để tăng hiệu quả vận hành thì chúng tôi đã có rất nhiều cái dự án ứng dụng. Ví dụ chẳng hạn, chúng tôi làm thông minh hóa cái việc mà theo dõi các cái vận hành của hệ thống tuyến cáp của chúng tôi trên phạm vi cả nước. Trước đây khi mà có sự cố xảy ra thì chúng tôi phải cử nhân viên đến tận nơi để khảo sát, đánh giá và khắc phục sự cố. Nhưng ngày nay với các giải pháp chuyển đổi số, chúng tôi có thể nghe ngóng một cách tự động trên cái hệ thống của mình để biết được là điểm nào sắp sửa có thể có sự cố xảy ra và chủ động khắc phục trước khi mà sự cố nó phát sinh. Và như vậy thì cũng sẽ tiết kiệm được các cái chi phí và giảm thiểu những cái sự cố ảnh hưởng.